Bảo Mỹ so sánh chiến đấu cơ F16XL với F15E. F16XL có thể là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tiềm năng nhất của Không quân Mỹ hiện tại và tương lai. Đó là kết luận của tờ Sandbox trong số ra cuối tháng 3 năm 2021 khi so sánh với F15E. F16 Fighting Falcon và thâm niên hơn 40 năm tồn tại trong hơn 40 năm, F16 Fighting Falcon đã đóng vai trò trụ cột của phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Hoa Kỳ, USAF. Nhưng một năm trước khi chiếc F16 đầu tiên đi vào hoạt động, nhằm phát triển đã cho ra đời một phiên bản mới tốt hơn, đó là F16XL. Trên thực tế, F16XL xứng danh cạnh tranh với F-15E trong chương trình máy bay chiến đấu tiên tiến ATF của USAF. F16XL có thể là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư có năng lực nhất trên hành tinh hiện nay. F-16 Fighting Falcon là một chiến đấu cơ phản lực đa nhiệm vụ do General Dynamics và Lockheed Martin sản xuất dành riêng cho không quân Mỹ. Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, sở hữu nhiều lợi thế như linh hoạt và giá thành không quá cao, khiến F-16 thành công trên con đường xuất ngoại, được sử dụng tại 24 quốc gia. F-16 là chương trình máy bay lớn nhất của Mỹ và phương Tây bởi hơn 4.500 chiếc đã được ra đời từ khi bắt đầu sản xuất năm 1976. Dù không còn được chế tạo tiếp cho USAF, nhưng nó vẫn duy trì vững vàng trên lĩnh vực xuất khẩu. Bên cạnh việc phục vụ chính thức trong các đơn vị thuộc không quân, Bộ Tư lệnh Không quân Dự bị, Bộ Tư lệnh Không quân Phòng vệ Quốc gia, F-16 còn được chọn là máy bay biểu diễn chính thức của phi đội Thunderbird của USAF, dùng làm máy bay chiến đấu đối kháng trong huấn luyện của Hải quân Hoa Kỳ. Quá trình cải tiến từ SCAM thành F-16XL. Dù tên chính thức của F-16 là Fighting Falcon nhưng nó thường được các phi công gọi là Biper theo trò chơi Battlestar Galactica trong phim Warstar. Năm 1993, General Dynamics đã bán cơ sở sản xuất máy bay của mình cho Lockheed Corporation. Lockheed Corporation tới lượt mình lại trở thành một phần của Lockheed Martin sau một cuộc sáp nhập năm 1995 với Martin Marietta F16 nói riêng và F16XL nói chung là loại máy bay tiêm kích thành công với nhiều ưu thế cải tiến như buồng lái hoàn toàn kính, dạng bong bóng giúp tăng tầm quan sát, thanh điều khiển bên giúp dễ dàng điều khiển trong điều kiện trọng lực cao và ghế phi công nghiêng 30 độ giúp giảm hiệu ứng trọng lực lên phi công. Đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên có mục đích thiết kế chống lại trọng lực quay vòng tới 9 gam. Đó cũng là một trong số ít máy bay phản lực có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn hơn 1, khiến chiếc Falcon có khả năng tăng tốc rất hiệu quả. Và năm 1977, 3 năm sau khi chiếc F-16 đầu tiên cất cánh và một năm trước khi nó đi vào hoạt động, nhà thiết kế của nó đã bắt đầu làm việc với cái tên sẽ được gọi là F-16 Scam. Nỗ lực không phải là để cung cấp một máy bay chiến đấu khác, General Dynamics không có ý định cố bán Scam sau khi nó hoàn thành. Thay vào đó, toàn bộ tiền đề đằng sau chương trình là nhanh chóng và với chi phí rẻ, triển khai một nền tảng mà họ có thể sử dụng để thử nghiệm khái niệm đằng sau hành trình siêu thanh như ngày nay người ta thường gọi. Để đạt được mục tiêu, thiết kế F16 cần phải được cải tiến khá kỹ lưỡng. Đầu tiên, đôi cánh được sửa đổi để kết hợp với hình dạng cánh mũi tên quay, tạo ra lực nâng cao hơn 25%, đồng thời cho phép điều khiển hiệu quả ở cả tốc độ cao và thấp. Làm việc cùng với NASA, nhóm kỹ sư Harry Hillaker, người chịu trách nhiệm về thiết kế ban đầu của F-16, đã thử nghiệm nhiều lần với các lần lặp lại đôi chút khác nhau của cánh, cho đến khi chúng tạo ra một phiên bản mà họ gọi là Model 400. Thiết kế cánh mới này tạo ra một góc 50 độ gần góc cánh để đạt hiệu suất siêu thanh và một góc 70 độ khi cánh mở rộng để xử lý cận âm, cung cấp hơn gấp đôi diện tích bề mặt của cánh F-16. Thật đáng kinh ngạc, Hillacker và nhóm của ông có thể quản lý tốt ý tưởng này mà không có bất kỳ sự gia tăng nào về lực cản đối với khung máy bay, nhờ hơn 3.600 giờ thử nghiệm đường hầm gió. Thiết kế mới này không nhất thiết phải thực tế, với đầu cánh có thể chuyển động và đuôi thẳng đứng có thể chuyển động được nhằm mục đích điều khiển hoạt động kém mà tốc độ thấp. Thiết kế cánh cũng không cho phép bất cứ điểm cứng nào để gắn bom hoặc tên lửa. Tuy nhiên, không thực tế như đối với máy bay chiến đấu chiến thuật, thiết kế cánh mới đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể về phạm vi nhiên liệu. Sự gia tăng đó có thể được củng cố bằng cách tận dụng lượng lớn không gian bên trong mà những chiếc cánh mới này cung cấp. Hành trình F16 Scam trở thành F16XL. Quá trình F16 Scam trở thành F16XL thực tế trải qua không ít thăng trầm. Ban đầu USAF đã giao cho nhóm thiết kế của Hilacre 20 máy bay F16 đời đầu để chuyển đổi thành một thiết kế giống như Scam mà họ gọi là F16XL. Mặc dù máy bay phản lực mới này chủ yếu dựa trên F-16 hiện có, nhưng những thay đổi tiếp theo rất đáng kể, bao gồm hai phần thân máy bay được bổ sung gần phía trước và sau của máy bay, làm tăng chiều dài của nó thêm 56 inch. Cánh mũi tên quay đã được chứng minh là hiệu quả trong scam cũng được thêm vào, cùng với một dạng da cánh mới được làm bằng sợi carbon giúp tiết kiệm khoảng 600 pound trong thiết kế. Đôi cánh khổng lồ đó giờ đây đã được hiện thực hóa hoàn toàn, đã mang lại cho F-16XL sức chứa nhiên liệu tăng gần gấp đôi và lực nâng bổ sung cùng với không gian dưới cánh rộng 633 feet vuông để tạo đòn bẩy cho phép bổ sung 27 điểm cứng đáng kinh ngạc chứa thêm vũ khí. Đáng chú ý F-16XL dường như vượt trội hơn người tiền nhiệm nhỏ hơn về mọi mặt, khiến không quân quan tâm đến ý tưởng thực sự chế tạo loại máy bay chiến đấu lặp lại mới này. Theo F. Clifton Berry Jr, cựu không quân và là tổng biên tập của tạp chí Không quân vào những năm 80, thì một chiếc F16XL thực hiện nhiệm vụ không đối đất có thể mang tải trọng gấp đôi F16 tiêu chuẩn và vẫn bay xa hơn 44%. Tất cả đều không có thùng nhiên liệu bên ngoài và trong khi mang theo đầy đủ vũ khí không đối không, 4 AM, RAM và 2 AIM-9 Sidewinders để máy bay chiến đấu tự vệ. Nếu trang bị cho F-16XL cùng tải trọng với F-16A trong một nhiệm vụ như vậy, F-16XL có thể bay xa gần gấp đôi so với máy bay tiền nhiệm. Chưa hết, F-16XL còn có khả năng đạt tốc độ siêu âm ở độ cao cao hoặc thấp. Tất cả đều mang theo trọng tải khủng mà không gặp khó khăn khi mang theo bom bên dưới. Và ngay cả khi được bổ sung thêm cánh nhiên liệu và tải trọng vũ khí, máy bay vẫn bay nhanh hơn 83 hải lý so với F-16 ngay cả khi đang mang theo đủ tải bom. Ngay từ đầu, F-16 được dự định để trở thành một loại ngựa thồ đa năng hiệu suất cao, có thể thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ và liên tục sẵn sàng xuất kích. Nó đơn giản và nhẹ hơn các kiểu máy bay trước đó, nhưng có hình dạng khí động học và hệ thống điện tử hiện đại, gồm cả là chiếc máy bay đầu tiên áp dụng công nghệ fly by wire, khiến nó được mệnh danh là máy bay phản lực điện tử nhằm duy trì tính năng hoạt động tối đa. Một trong những lợi thế đáng nể nhất hiện nay của F-16XL là thêm các điểm cứng, lắp được thêm 27 vũ khí. Điểm cứng là một vị trí trên khung máy bay được thiết kế để mang tải bên ngoài hoặc bên trong. Điều này bao gồm một chạm trên cánh hoặc thân máy bay của máy bay dân sự hoặc máy bay quân sự, nơi có thể lắp động cơ phản lực bên ngoài, súng đạn, biện pháp đối phó, vỏ súng, đạn nhắm hoặc xe tăng. F-16XL và F-15E, ai là ứng viên cho chương trình ETF theo SUB, cuối cùng General Dynamics đã chế tạo được hai chiếc F-16XL nguyên mẫu để thử nghiệm, nhưng chỉ mang tính trình diễn công nghệ. Để tìm kiếm một địa điểm hữu ích nhằm đưa tạo ra các dòng máy bay phản lực mới, USAF quyết định cho F-16XL tham gia cuộc thi máy bay chiến đấu tăng cường ETF nhằm tìm kiếm chiến đấu cơ thay thế F-111 Advax. Chương trình bay thử F-16XL đã chứng minh một cách rõ ràng, F-16XL hoạt động đạt hiệu suất như dự báo, phù hợp với nhiệm vụ của USAF, chưa kể máy bay có chi phí chấp nhận và rủi ro thấp. D. Ron John Kent, phó chủ tịch và giám đốc chương trình của chương trình General Dynamics F-16XL, nói trước báo giới. Chẳng bao lâu chương trình ETF được đổi tên thành máy bay chiến đấu kiêm nhiệm DRF, Tuy đổi tên gọi, mục tiêu vẫn như cũ, với yêu cầu máy bay có khả năng xâm nhập sâu vào không phận đối phương để thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn mà không cần máy bay hộ tống. F16XL với phạm vi nhiên liệu đáng kể, hiệu suất tốt và có thêm điểm cứng mang theo 27 loại vũ khí nên đã thỏa mãn các yêu cầu này của DRF. Nhưng nó không phải là ứng viên duy nhất cạnh tranh trong chương trình, vì còn có F15E Strike Eagle giống như F-16XL, Strike Eagle là phiên bản sửa đổi của máy bay chiến đấu hiện có từ F-15 Eagle. Đây là đại diện cho máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hàng đầu của Mỹ, tự hào với kỷ lục bất bại trong các trận không chiến được giữ cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, không giống như F-16XL, F-15E chia sẻ phần lớn thiết kế với F-15D hai chỗ ngồi đã được sản xuất. Chi phí so với F16, F16XL có thể đắt hơn nhưng lại đáng nể vì thiết kế, đôi cánh khổng lồ của nó khiến nó ổn định hơn so với chiếc F16 nguyên thủy và tuy diện tích cánh rộng song không gây bất lợi cho việc vận hành của máy bay. So với F-16XL và F-16E, chỉ có 15 điểm cứng và có tốc độ tối đa Mach 2,5, còn chân bay là 60.000 feet so với 50.000 của F-16XL. Tuy nhiên, quan trọng nhất, F-15E không sử dụng một mà là hai động cơ. Do các máy bay này dự định bay sâu vào không phận đối phương mà không có nhiều sự hỗ trợ, nên USAF cho rằng có khả năng các máy bay này sẽ phải hứng chịu nhiều hỏa lực phòng không. Có hai động cơ đồng nghĩa nếu bị hỏa lực của đối phương bắn thì chiếc còn lại có thể giúp máy bay khập khiễng về nhà. Nhiều khả năng nhờ lợi thế hai động cơ cùng với chi phí phát triển thấp hơn nên F-15E có thể thắng thế hợp đồng, nhưng nhiều người trong không quân Mỹ coi chiến thắng của F-15E là buồn vui lẫn lộn. Traigo thực sự mới một nền tảng có khả năng đáng kinh ngạc. Những người hâm mộ F16XL còn cảm thấy như thể F16XL không phải để cạnh tranh với Traigo mà nó còn nhiều tiềm năng và tiện ích hơn nữa. Giống như EF23 đã thua F22 Raptor của Lucas Martin, nên nhờ cuộc thi, F16XL sẽ được nhớ đến như một chiến đấu cơ tốt nhất cho tương lai. Thay vì chiến đấu bên cạnh Trai Eagle như nhiều người hy vọng, chương trình F-16XL đã tìm đường đến NASA, nơi cả hai nguyên mẫu tham gia vào một số dự án nghiên cứu hàng không. Trên thực tế, một số cuộc thi thử nghiệm được thực hiện bằng F-16XL sẽ tiếp tục đóng vai trò phát triển khả năng siêu chính xác cho máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hàng đầu của Mỹ ngày nay, đó là F-22 Raptor. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.